Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi tham quan một cái trung tâm thương mại nổi đình nổi đám một thời trong những năm 2017 tới 2019. Người ta mơ ước và rất là đây là một cái mô hình mà người ta nói là vừa kết hợp giữa thương mại và chợ truyền thống. Một cái khu chợ mà đặc biệt rất nhiều báo chí đề cập tới. Bây giờ trước mặt quý vị bạn đây, hoang vắng, điều hưu, lạnh lẽo và cảm thấy nó cô đơn. Đó, rồi trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đây là một vài hình ảnh này, để quý vị và các bạn nhìn thấy một cái khu chợ mà bây giờ nó hoang tàn như thế này nữa quý vị này. Mình cảm thấy xót xa, tiếc nuối. Thật sự khi bước vào đây thì mình không diễn tả được trong cái con người của mình nó toát lên một cái gì đó nó không diễn tả được. Không ngờ mà nó hoang vắng như này. Thật sự là mình không hiểu nổi. Bây giờ người ta đã tháo chạy rồi. Dùng cái từ tháo chạy mình để trong học kép không quý vị ha. Đó. Tháo chạy thật sự đó này. Đó, nhìn thấy như vậy không tháo chạy mới lạ ha quý vị ha. Thì không có ai thôi thì người ta phải bỏ, người ta chạy đi thôi. Gồng gánh không nổi. Đó là cái khu lòng chợ. Đây là cái công viên vui chơi giải trí dành cho các em đi chợ với cha mẹ xong rồi ra đây vui chơi. Bây giờ để mưa để nắng nó bạc màu luôn. Đây là thực sự một cái gì đó không? Này thì cối xay gió bây giờ hết xay luôn rồi. Đó thì toàn bộ đó là những cái hình ảnh mà Sài Gòn Camera muốn tóm gọn lại để quý vị và các bạn hình dung. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng với Sài Gòn Camera mình đi tham quan một cái dự án nổi đình nổi đám một thời như thế này và tìm hiểu xem tại sao người ta phải tháo chạy và không ngoảnh mặt nhìn lại. Bây giờ đây là một cái sản phẩm, cũng có thể là sản phẩm lỗi, một cái sản phẩm của cái thời kỳ bất động sản đóng băng, một cái thời kỳ mà nó gặp khó khăn trên mọi lĩnh vực. Đó, giờ mời quý vị và các bạn cùng đi. Đây là một con đường xuyên tâm này, con đường rất là lớn luôn ha, gần các cái khu công nghiệp. Còn bên tay phải quý vị và các bạn, đây là những cái dãy kiosk người ta làm bao quanh các cái lòng chợ, bao quanh các cái lòng chợ, nghĩa là xung quanh cái chợ ha, cái chợ chính á, thì toàn bộ là những cái dãy kiosk này bao quanh hết. Với cái diện tích khu chợ này gần trên 21.000 mét vuông quý vị và các bạn, nó ghê gớm không? Đó, những cái gian hàng này. Bây giờ các cái đồng hồ điện, đồng hồ ấy này kia nó cũng bung hết rồi. Đó, toàn là những cái cánh cửa sắt sập xuống, những cái băng rôn á, những cái gian hàng shop ngày xưa đó bây giờ nó cũng rách tơi tả hết rồi, hầu như không một bóng người luôn, nó hoang vắng, nó thiêu quạnh ghê lắm. Đó, lác đác có một hai người ta ở trong khu vực này rồi mình nhìn thấy thôi. Đó, cho nên là Sài Gòn Camera đi một vòng xung quanh cái lòng chợ, xung quanh cái chợ, xong rồi mình vào cái lòng chợ mình coi ha quý vị và các bạn. Thật sự là mình không tưởng tượng nổi luôn quý vị, không tưởng tượng nổi, không hình dung ra. Thì đây là một cái trung tâm thương mại ở khu vực Giang Điền, gần các cái khu công nghiệp Giang Điền đó quý vị và các bạn, khu dân cư công nghiệp Giang Điền ở Đồng Nai. Đó, một cái khu chợ mà cách đây vài năm, 7-8 năm về trước, rất nhiều cái bài báo người ta viết về cái trung tâm thương mại này. Người ta nói là một cái mô hình rất là tốt, vừa mua sắm với 620 cái gian hàng. Đó, người ta vừa làm cái shop kinh doanh, vừa làm cái mini shop, vừa làm cái shop ẩm thực. Nó diện tích thì đa dạng từ 9m2, 6m2 cho tới 30 mấy m2. Đó, thậm chí còn những gian hàng tới 45m2. Và người ta bán cho các cái tiểu thương á, là để sở hữu tới 50 năm là hàng trăm triệu một cái gian hàng như vậy. Đó, bây giờ là nằm bất động luôn quý vị và các bạn, nằm bất động luôn. Xung quanh đây thì cũng không có dân cư, mặc dù là cái khu công nghiệp người ta đón đầu mà, các cái khu công nghiệp người ta cứ nghĩ là những năm về trước khu công nghiệp mọc ra tới đâu thì những cái chủ đầu tư đó người ta tìm đất xung quanh cái khu công nghiệp để người ta làm các cái dự án đất nền. Đó, cứ nghĩ là ở đó sẽ đón đầu được cái công nhân. Đó, người ta đi làm xong rồi người ta ra
người ta sinh sống, người ta có thể lập nghiệp. Nhưng bây giờ hoàn toàn không không đúng, tại vì các cái khu công nghiệp bây giờ các cái doanh nghiệp á, người ta cũng gặp khó khăn tìm các cái đơn hàng, công nhân thì thất nghiệp, và công nhân khi người ta thất nghiệp thì người ta về quê, người ta kiếm công ăn việc làm khác, người ta đâu có chờ đó, rồi bỏ lại đây là những cái sản phẩm như thế này. Quý vị không biết là có phải sản phẩm lỗi không, hay là do mấy năm nay cái thị trường bất động sản nó ảm đạm thì nó mới sinh ra như này, nhưng mình nghĩ nó nhiều quá, cư dân đâu mà lấp đầy hết quý vị ha. Đó, cho nên là đất nền ở đây thì bao la rồi, những cái khu trung tâm thương mại mua bán cũng nằm coi như là bất động, cô đơn hiu quạnh một cách lạnh lẽo ha quý vị ha. Đúng, thật sự là mình không biết dùng cái từ gì để mình nói thôi, cũng không không diễn tả được, thật sự mình không diễn tả được. Đó, bây giờ mình đã chạy một vòng rồi, mời quý vị và bạn đi sâu vào cái lòng chợ để mình coi có cái gì khá hơn không, hay là nãy giờ mình đi vòng ngoài thì mình thấy đóng cửa mình thấy vậy, nhưng bây giờ mình đi vô cái lòng chợ để coi sao ha quý vị và bạn. À, mình bắt đầu từ đầu cổng này, mình chạy ra đằng trước á, rồi xong mình quay lại từ đầu cổng rồi mình đi ra ha. Đúng là mình không hiểu, không biết lúc nào thì các cái dự án này người ta mới được hồi sinh, các cái trung tâm thương mại nó trở về cái thời hoàng kim của nó, nhưng mà bây giờ thì chắc phải nói là cũng khá lâu quý vị ha. Tại vì mình đã nói rồi, cư dân thì nó không không có đủ để lấp đầy các cái dự án, nhiều quá không đủ để lấp đầy. Không thể nói những cái dự án này để chờ dân địa phương được, tại vì dân địa phương người ta có nhà có cửa rồi, có đất có đai rồi, thậm chí người ta còn bán bớt đi mà. Đó, cho nên là chờ những cái cư dân các cái vùng khác tới để định cư, nhưng mà cư dân các cái vùng khác tới thì người ta phải suy nghĩ, ví dụ tới vùng này người ta có công ăn chuyện làm hay không, người ta đi làm có thuận tiện hay không thì mới được. Cho bây giờ các cái tỉnh nào, các cái tỉnh, các cái thành phố, các cái trung tâm quận huyện, người ta đều mở ra các cái khu công nghiệp, rồi thậm chí là các cái chợ búa thương mại, và bây giờ thương mại điện tử người ta ra ra đời nữa rồi. À, cho nên là những cái khu chợ như thế này thì rất là khó để mà người ta kinh doanh ha quý vị ha. Đó, thậm chí ngay cả những cái khu chợ như chợ An Đông thôi, rồi chợ Soái Kình Lâm ha, rồi những cái chợ Sỉ nha, đó nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn ở Sài Gòn đó, chứ đừng nói là những cái vùng xa xôi như thế này. Đó, quý vị theo bên tay trái vì đây là những cái gian hàng ký ốt này, đó. Hầu như không thấy người, lác đác cũng có một vài căn hộ người ta ở nha quý vị các bạn, cũng có một vài nhà, chắc là người ta không có nhà có cửa để người ta ở, người ta buôn bán á. Bây giờ tình hình này thì người ta vẫn ở đó, là cái chỗ ở của người ta. Đó, quý vị thêm một cái sân giống chợ An Đông đó quý vị, một cái sân xong rồi vô cái chợ, cái lòng chợ, và lòng chợ này thì có một trệt một lầu thôi, nó toàn bộ trong đó là những cái kiosk là đóng cửa hết luôn rồi quý vị các bạn, những cái gian hàng của nó đó. Nó trong này là cái người ta nói là tới 620 cái gian hàng ở trong cái một trệt một lầu này đó, đó quý vị thấy không, đồng hồ điện này đến xếp lớp luôn, bây giờ cũng bung rồi, cũng gục đầu hết rồi đó, nghĩa là lâu ngày nó xuống cấp nó hư hết rồi đó. Còn đây là cái sảnh của cái chợ này, các cái dãy kiosk bên trong không còn thấy gì luôn đó, quý vị thấy không, đây một cái hoặc cái cảnh các bạn thấy không? Nó đúng là nó điều hưu, nó hoang tàn ghê lắm, mình không diễn tả được. Đó, còn xung quanh là những cái dãy kiosk, những cái gian hàng lớn quá quý vị các bạn, lớn quá. Cư dân ở đâu về đây quý vị ha, cũng khó. Đó, mình cũng rất muốn là để những cái dự án này đi vào khai thác sử dụng hồi sinh, nhưng mà không biết tới bao giờ. Thật sự là mình cảm đi mình thấy xót xa quý vị, mình đi mình thấy xót xa lắm. Đó, chứ ngày xưa thì người ta cũng muốn buôn bán lắm chứ ha, các cái gian hàng như thế này người ta vừa ở mà vừa kinh doanh buôn bán tập trung, nhưng bây giờ căng cái mình không ngờ là sau cái dịch Covid á, cái thương mại điện tử nó ra đời, nó lấn át hết quý vị các bạn,
là người ta không không cần phải tới chợ, không cần phải đi ra các cái gian hàng mồ hôi mồ kê lựa chọn, thậm chí cả giá cả người ta cũng không nắm được, người ta đó ra người ta mua. Đó, nhiều bạn trẻ thì không biết trả giá. Bây giờ các cái thương mà các gian hàng thương mại điện tử thì lên đó có hết, và người ta có đủ cái thời gian để người ta so sánh một cái món hàng người ta cần mua, ngay cả chất lượng và giá cả. Sau đó người ta coi như đặt hàng thì chỉ cần một thời gian rất ngắn người ta mang tới nhà cho mình luôn. Đó là một trong những cái lợi điểm mà cái giới trẻ bây giờ người ta đã dần dần người ta quen với cái nếp như vậy đó quý vị bạn. Đó, chứ không ai tới các cái trung tâm nữa, vừa nắng vừa nôn vừa gửi xe vừa tốn xăng vừa tốn tiền gửi xe, rồi ra đó thì cái giá cả thì không biết mặc cả như thế nào, không biết trả giá ra sao. Đó, thì cũng có những cái trung tâm lớn thì người ta vẫn duy trì được, nhưng mà phải cải tiến như thế nào đó quý vị. Chứ còn ở đây là mình thấy thua rồi, ở đây là một cái khu mà không có dân cư. Đó, bây giờ mở ra cũng không có dân cư cho nên không có người đi tới nè. Công nhân thì người ta thất nghiệp người ta về quê thôi, người ta về nhà quê người ta, chứ người ta đâu có ở bám trụ. Ví dụ bám trụ có công an chuyển làm thì mới được, công an chuyển làm thì thua đó quý vị. Không, cửa đóng then cài xếp lớp luôn, thật sự căng hết quý vị các bạn ha. Đó, mình thấy mình xót xa ghê. À, đây là cái cửa cửa Bắc này, cửa Bắc này quý vị. Nãy mình đi đằng trước là cửa Nam á, nó rụng chữ hết rồi, ra đây còn thì đây cửa Bắc này. Đó, một trệt một lầu. Đó, nhìn cái cảnh này, nó hoang tàn ghê không? Đó, mình dùng dùng riết cái từ hoang tàn và điều hưu rồi vắng vẻ, lâm ra nó cũng, nhưng mà thực sự nó vậy quý vị, không có cái gì mà thấy nó sáng sủa trên. Ở đây có một vài nhà người ta ở đây quý vị này, vài nhà thì người ta là kiểu như người ta vừa làm nhà ở đó, người ta buôn bán rồi giờ làm nhà ở. Đó, cái nhà ở thì dễ biết lắm, người ta phơi đồ phơi đạc thì em có đồ đạc người ta để không. Đó, còn những cái nhà thì đóng cửa im ỉm thì mình thấy rồi. Đó, còn đây có một cái khu vui chơi của trẻ em nè, cái mô hình như ở Aeon đó quý vị. Ta đi chợ, cha mẹ đi chợ rồi cho con cái sau khi đi chợ rồi thứ bảy chủ nhật á, cho các cháu ra đây ta chơi này, ha. Đó, ví dụ như nhà banh này, cầu tuột này, bập banh này, con vịt này. Đó, bây giờ để hoang tàn mưa không ai ngó ngàng gì tới hết quý vị ha. Thật sự là xót xa. Đó, để mình quay cảnh cảnh cho quý vị bạn coi. Đó. Cái nhựa không, cái nhựa tổng hợp này, nhựa cứng này người ta màu mè vậy mà mưa nắng rồi nó cũng bạc màu đấy rồi quý vị. Nắng quá mà. Và đây là cái mùa mùa nắng không, à, cây cỏ nó chết đi á, rồi mình nhìn thấy á, cho mùa kia thì chắc nó lên tùm này cũng không không thấy được đâu. À, quý vị thấy không? Đó thì những như mình đã nói đó, những năm 2017 tới 2019 có nhiều bài báo viết về cái trung tâm này lắm. Và bây giờ cũng trên dưới gần 10 năm rồi, gần 10 năm rồi. Không ngờ nó vắng vẻ, nó điều hưu như thế này. Có nhiều người người ta nói người ta đến đây người ta mua bán thuê để người ta mua bán, nhưng mà chịu không nổi rồi người ta cũng dọn đi. Có những người có sở hữu tới hàng chục cái ký ốt ở trong đó đó. À, bây giờ người ta bán lỗ đi hàng trăm triệu mà vẫn không ai mua, tại vì mua để làm gì? Đó như vậy đó. Những cái khu vực như thế này thì cư dân nó không có, không biết là sau này như thế nào. Cũng mong rằng thì sau cái thời kỳ mà nó điều hưu, nó ảm đạm với thị trường bất động sản thì nó sẽ hồi phục. Và những cái khu như thế này này có cư dân về xây dựng lác đác, có người ở rồi này kia thì cũng được. Đằng này quý vị bạn thấy thật sự là mình không biết nói gì hết, không 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 có những cái từ gì để mình diễn tả được cái việc bạn. À, quý vị đó là cái chợ nãy mình đi đó đó, để mình đi ra đây mình quay cho các bạn cái khu công viên. À, đây là người ta mở cũng cũng dữ dằn lắm rồi, cái quỹ đất rất là lớn luôn, quỹ đất rất lớn, các cái trục đường các gần các cái khu công nghiệp đây này người ta mở ra để mà người ta đón đầu á. Nhưng bây giờ nó hoang tàn thế này đây,
ta bỏ hết rồi, đúng là người ta tháo chạy á. Tháo chạy này trong ngoặc kép quý vị ha, tức là mình nghĩ là người ta bỏ bỏ luôn đó chứ mà không có ngó ngàng gì tới. Ví dụ giờ sau này mà muốn phục hồi lại thì cũng cả tốn kinh phí rất là nhiều đó. Ví dụ như là đường điện, đường nước, trụ cấp nước cứu hỏa này các bạn thấy không đó, trụ cứu hỏa này, rồi đường điện, đường nước không, bây giờ các cái khu vui chơi ha, khiếp quá. Đúng là mình không 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 biết nói gì nữa. Đó, chỉ biết là cảm thấy xót xa thôi và cũng muốn có cái gì nó tích cực hơn đó quý vị các bạn. Nhưng mà nhìn thấy này đó, đây có giống như một cái nhà nhà mát đó quý vị, có ghế đá bây giờ cũng chỏng gọng rồi này đó, không đó, cây cỏ như thế này. Ở bên đây thì cối xay gió nè, bây giờ hết xay luôn rồi, cánh đồ gãy luôn rồi nè, nó cũng bạc màu luôn nè, bạc màu với thời gian mưa nắng đó. Còn đây thì cũng có một cái chốt bảo vệ, cái trò gì đây nè, mình muốn gặp ai để mình ngồi mình tâm sự chút mà không thấy ai hết vị. Trong phòng kia thì có cái hồ sơ đó, muốn có gặp ai để mình tâm sự về cái khu đất này coi đã sao, nhưng mà không không có ai, không có bóng người luôn. Đi cũng ớn quý vị ha, đông người đi, một hai người đi vào đây cũng ớn quý vị các bạn. Đó, quý vị thấy mấy cái cục nóng may lạnh nha, nhìn nó nước non nó xuống lâu ngày nó bênh chành hết rồi, nó đâu có chạy được nữa, cắm điện vô là nó đứng ngắt luôn, khiếp thiệt chứ. Đó, tiền bạc nhiều lắm quý vị ơi, người ta đầu tư vào đây vừa đất đai hạ tầng, những cái khu công viên chợ bua như này cũng tiền tỷ, khiếp lắm quý vị các bạn. Đó thì trên đây Sài Gòn Camera đã mời quý vị các bạn đi tham quan một cái khu chợ đây, khu chợ mà mình không thể tưởng tượng được khi mình bước vào đây. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, chúc quý vị và các bạn luôn khỏe, thành công và may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo, và mong rằng những cái trường hợp như này sẽ sớm chấm dứt trong 2024 và có một cái điều gì đó nó tích cực hơn đến với thị trường bất động sản.